Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Thanh Hóa 4 trận bất bại, bố già Petrovic lập tức tuyên chiến Hoàng Anh Gia Lai. Thưa quý vị, Thanh Hóa đã có chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp sau chiến thắng trước Tuyên Bình Định và đối thủ tiếp theo của họ là Hoàng Anh Gia Lai. Vòng 10 V-League 2021, Đông Á Thanh Hóa có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn đến sân Quy Nhơn của Tuyên Bình Định. Trận đấu diễn ra tương đối căng thẳng và chỉ được định đoạt bởi một khoảnh khắc xuất thần. Phút 44, từ chấm đá phạt ngay sát vòng cấm, Lê Quốc Phương đã vẽ lên một đường cong không thể cản phá, buộc thủ thành Vũ Tuyên Quang phải vào lưới nhặt bóng. Dù nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại, nhưng Bình Định không thể kiếm được bàn gỡ hòa. Chiến thắng quan trọng giúp Đông Á Thanh Hóa tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Petrovic cho biết, "Chúng tôi đến trận đấu này với mục tiêu có một điểm. Trong hiệp 1, chúng tôi chơi nhỉnh hơn và có 3 cơ hội để ghi bàn. Khi Thanh Hóa dẫn bàn thì đối thủ dồn lên tấn công. Các cầu thủ của họ được đẩy lên cao, nhưng chúng tôi có chiến thuật phòng ngự hợp lý và tôi rất vui về kết quả này." Dù Quốc Phương là người ghi bàn nhưng vẫn bị thay ra ngay đầu hiệp 2, chia sẻ về cậu học trò Petrovic tiết lộ. "Cậu ấy ở các trận trước cũng có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Trong các buổi tập, cậu ấy cầm bóng ra tập thêm rất nhiều về các pha bóng cố định, nên bây giờ sút phạt thành bàn là điều rất bình thường." 3 điểm trên sân Quy Nhơn giúp Thanh Hóa có 4 trận bất bại liên tiếp, leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Ở vòng tiếp theo, Thanh Hóa tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Với phong độ ấn tượng, chiến lược gia từng vô địch châu Âu đặt mục tiêu không thua trước thầy trò Kiatisak. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 28 tháng 4 sắp tới. Tin tiếp theo, báo Thái Lan ca ngợi Kiatisak là ân nhân giúp V-League hồi sinh tại Đông Nam Á. Thưa quý vị, huấn luyện viên Kiatisak đang tiếp tục bay cao cùng Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải này. Zico nhận được rất nhiều sự chú ý, quan tâm từ truyền thông nước nhà. Những ngày qua, truyền thông xứ sở Chùa Vàng tiếp tục sôi động với những thông tin liên quan tới Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai. Đặc biệt là sau chiến thắng trước đại kình địch Hà Nội của Bầu Hiển, báo Thái rất hay dùng cụm từ cơn sốt Kiatisak để minh họa về tầm ảnh hưởng của huấn luyện viên người Thái với đội bóng Phố Nối nói riêng và V-League nói chung. Tờ Thái Rat viết, hiện tượng này từng xảy ra cách nay 17 năm khi mà Kiatisak là cầu thủ khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Khi đó, Zico Thái gây tiếng vang lớn với ngôi vô địch V-League. Cũng theo tờ báo uy tín của Thái Lan, họ cho rằng thời gian qua V-League không còn thu hút người hâm mộ Việt Nam, chứ chưa nói tới các cổ động viên bóng đá trong khu vực Đông Nam Á. Bóng đá Việt Nam vốn im hơi lặng tiếng mấy lâu nay, bây giờ đây bùng nổ trở lại. Bồ Đức muốn tạo thêm sức mạnh cho dàn tuyển thủ quốc gia mà ông ấy đang sở hữu. Thấy rằng không ai phù hợp với nhiệm vụ dẫn dắt cầu thủ này hơn Zico nên đã nhanh tay liên hệ với thuộc cấp cũ rồi giúp cho tên tuổi của đội bóng trở nên nóng bỏng hơn. Zico đến và không ngừng làm ông chủ thất vọng khi anh khơi dậy sức mạnh kinh hoàng của dàn cầu thủ giàu tiềm năng mà Hoàng Anh Gia Lai đang có. Điều đó một lần nữa tạo nên sự chú ý ở Đông Nam Á. Đặc biệt, người hâm mộ bóng đá Việt Nam ngỡ như chán giải đấu trong nước, giờ ùn quay lại với các sân bóng sau hiệu ứng Zico. Những nhận định của báo chí Thái Lan không ngoa chút nào khi mà mùa bóng năm nay, V-League trở nên thú vị hơn rất nhiều. Sự vươn lên của Hoàng Anh Gia Lai dưới thời Kiatisak làm giải đấu trở nên hấp dẫn hơn, cũng như là thu hút sự quan tâm của truyền thông trong và ngoài khu vực. Tin tiếp theo, ai đủ sức ngăn cản Hoàng Anh Gia Lai, san bằng và thiết lập những kỷ lục mới? Thưa quý vị, kể từ sau trận hòa không bàn thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu thứ tư, đội bóng Phố Núi liên tiếp giành được 6 chiến thắng, 3-0 trước Viettel vòng 5, 3-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh vòng 6, 2-0 trước Hải Phòng vòng 7, 2-0 trước Đà Nẵng vòng 8, 4-3 trước Nam Định vòng 9 và 1-0 trước Hà Nội vòng 10. Với thành tích này, thầy trò Kiatisak gần đuổi kịp kỷ lục của câu lạc bộ với 7 chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn đầu mùa giải 2004, 4-0 trước Bình Định vòng 1, 2-0 trước Đồng Tháp vòng 2, 2-1 trước Đồng Tâm Long An vòng 3, 6-1 trước Nam Định vòng 4, 1-0 trước Thể Công vòng 5, 2-0 trước Ngân hàng Đông Á vòng 6, 1-0 trước Bình Dương vòng 7. Phải đến vòng đấu thứ 8 của V-League 2004, chuỗi trận thăng hoa của đội bóng Phố Núi khi đó mới bị Đà Nẵng chặn lại bởi trận hòa không bàn thắng trên sân Chi Lăng. Như vậy, chỉ cần giành thêm một chiến thắng nữa, đoàn quân huấn luyện viên Kiatisak chính thức san bằng kỷ lục này. Tuy nhiên, để làm được việc đó, Công Phượng và đồng đội phải vượt qua được thử thách mang tên Thanh Hóa. Ở vòng đấu thứ 11 sắp tới đây, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách được dự báo tương đối khó khăn trên sân của Thanh Hóa. Đội bóng cho thấy dấu hiệu phục hồi phong độ trong thời gian gần đây dưới triều đại huấn luyện viên Petrovic.
Tuy nhiên, với phong độ đỉnh cao của dàn cầu thủ đang đạt độ chín như hiện nay, đội bóng phố núi được dự báo hoàn toàn có thể tiếp tục kéo dài chuỗi trận toàn thắng của mình lên con số 7. Thậm chí đoàn quân huấn luyện viên Kiatisak có thể tái lập kỷ lục V-League về số trận thắng liên tiếp trong một mùa giải là 8 trận, hiện đang do Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2018 và Đồng Tâm Long An ở mùa giải 2005 cùng nắm giữ. Dẫu sao, với tổng số 25 điểm giành được tính đến thời điểm này, sau 8 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua, thầy trò Kiatisak cũng san bằng thành tích tốt nhất của câu lạc bộ sau 10 vòng đấu mà chính Zico Thái cùng các đồng đội từng thiết lập cách đây 17 năm. Ở mùa giải mà họ đã bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League 2004. Thời điểm hiện tại, liệu có đội bóng nào đủ sức ngăn cản Hoàng Anh Gia Lai san bằng và thiết lập các kỷ lục mới? Tin tiếp theo, Nghiêm Xuân Tú khẳng định Than Quảng Ninh không phải của Bầu Hiển, bán độ mà dễ, cầu thủ giàu lắm rồi. Thưa quý vị, trụ cột Than Quảng Ninh mới đây có những chia sẻ xung quanh vấn đề nghi ngờ có vấn đề trong trận đấu đối đầu Hà Nội ở vòng 9 V-League. Không chỉ là câu chuyện lùm xùm xung quanh vấn đề Than Quảng Ninh nợ 8 tháng lương chưa thanh toán cho cầu thủ, mà còn là câu chuyện đằng sau thất bại của đội bóng đất mỏ sau thất bại 0-4 trước Hà Nội FC. Chia sẻ vấn đề này với Thể Thao, Nghiêm Xuân Tú thẳng thắn chia sẻ: "Thực sự sau trận thua Hà Nội tôi rất khó ngủ bởi nhiều người nói này nói kia chỉ trích Than Quảng Ninh làm trò. Nhưng xin nói thẳng một câu, bán độ mà dễ thế, các cầu thủ giàu lắm rồi. Nhìn vào những tấm gương những người đi trước phải vào tù thì không ai làm thế cả. Xét cho cùng lực lượng Than Quảng Ninh chỉ đến thế thôi. Các bạn nói là Hà Nội sứt mẻ lực lượng, nhưng thử đặt hai đội hình lên bàn cân đi. Bốn hậu vệ Hà Nội là tuyển thủ quốc gia, Tấn Tài, Moses, Quang Hải, Geoven ở trên. Than Quảng Ninh có ai? Sau thất bại khó tin của đội chủ sân Cẩm Phả, Tú Ngựa và đội đã nhận vô vàn những chỉ trích đến từ người hâm mộ bóng đá. Vậy nhưng anh thừa nhận không thể trách dư luận. Bóng đá có cái bạc của nó chứ, thắng nhiều không sao nhưng mà thua đúng một trận vào đúng ngày đúng thời điểm, thế là người ta nói không hay về mình. Bóng đá bây giờ nhiều khi mọi người cứ hơi drama quá, nghe thấy buồn cười. Than Quảng Ninh chẳng liên quan gì đến Bầu Hiển. Đá trận đấy kiểu gì người ta cũng nói được, thắng thì khen anh em dù có chuyện lớn trước trận nhưng vẫn vượt qua được, mà thua thì thành bán độ nọ kia ngay. Rằng mấy thằng lớn ở Than Quảng Ninh bày trò xui các em. Hôm trước là anh, hôm sau là thằng." Câu chuyện nghe thấy buồn cười và buồn cười nữa, chia sẻ thêm một chút. Cũng vào quãng thời gian này cách đây 7 năm, tôi có một kỷ niệm buồn ở câu lạc bộ Thanh Hóa. Năm 2014, Thanh Hóa đang có chuỗi 9 trận bất bại ở giai đoạn đầu V-League, thì vào giai đoạn Đồng Nai thua một trận tới 8-0 luôn. Về anh em không ngủ nổi, thực sự mọi người trải qua một giai đoạn khủng khiếp và không ngờ nhiều năm sau, cũng vào lúc này lại có thêm câu chuyện như thế này nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!